phong tục Khmer thường gọi là ông Trần đặng mà đưa tiễn quỷ sứ quỷ cái gì mà không được tốt trong gia đình đó. Năm Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt ở trong khuôn viên một cái chùa của dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh. Và ngày hôm nay là những ngày cận Tết dân tộc Khmer. Hôm nay thì Bùi Hồ cùng với em Phong Bụi ở xuống đây để quay cho cô bác quý anh chị cũng là tất cả các bạn xem một cái Tết của người dân tộc Khmer là như thế nào nha. Và bên phía đây là một cái ngôi chùa mà có một cái hàng rào rất là đẹp nè. Có một cái hành lang rất là đẹp luôn. Đó là các bức tượng nữ thần Apsara đó được trang trí, được sơn những cái màu rất là đặc sắc. Đây là một tuyến đường ở tỉnh Trà Vinh và đặc biệt ở nơi đây thì người Khmer sinh sống rất là nhiều. Theo ước tính thì người Khmer sinh sống tại tỉnh Trà Vinh khoảng 30%. Vào những ngày giữa tháng 4 như thế này thì là những ngày Tết cổ truyền của người dân tộc Khmer tại Việt Nam. Thì đây là một hình ảnh các chằng đi trên một cái con đường này và người dân ở đây họ có thể cúng tiền. Mấy ông đó kêu là gì hả cô? Đó là ông chẳng cũng như là ta ăn vô năm mới ta đi ông chẳng đi múa vô từ nhà từ nhà. Ông chẳng ông đi múa ha. Múa ta vô nhà từ nhà từ nhà để cột tiền gì nè, ta vô ông vô ông giật tiền á. Ông giật tiền. Đó là ông chẳng ông đi dẫn đầu đoàn sư ha. Đi trước. Một cái hình ảnh khá là đặc sắc vẫn còn giữ được ở miền Tây Nam Bộ của Việt Nam và đặc biệt là các tỉnh như có người dân tộc Khmer sinh sống nhiều như là Trà Vinh nè, Sóc Trăng nè, và một số miền của tỉnh An Giang. Sông nhà giống như là cái con lân con rồng ở ở người kinh của mình vậy. Thấy gương mặt của họ đang lý cá là hài hước mọi người. Giống như là múa lân của tất cả người kinh mình vậy. Đây le một cái lưỡi nè.
cái người không em. Đây là cái vị sư. Ở đây thì giờ mình thấy là có cái viên này của chị tiếng Việt được không? Được rồi. Được hả? Mình đi như thế này là từ mấy giờ đến mấy giờ mới nghỉ anh? Dạ chắc tới 7 giờ tối mới nghỉ chùa. 7 giờ tối mới nghỉ. Dạ. Cái lễ hội này gọi là lễ hội gì anh? Trời sắc mây. À, tôi biết tết trong cơ mây nhưng mà cái tục này gọi là tục gì? Như diễu hành xung quanh phun sóc vậy á. À, diễu hành xung quanh phun sóc. Cảm ơn anh ha. Rất là mệt luôn mọi người. Và trước nhà của một gia chủ như thế này đều có gạo. Gạo với gì chú? Gạo với lại tiền hả chú ha? Gạo với tiền. À. Đặng mà đưa tiền là năm mới, năm cũ đất đi, năm mới đất vào. Dạ. Đại chúc phù hộ là con cháu an khang thịnh vượng. Ừ. Còn lần nãy là Trần. Ông Trần. Ông Trần. Ông vô nhà mình làm gì hả chú? Đặng người phong tục mẹ thường gọi là ông Trần. Đặng mà đưa tiễn bị xú bị cái gì mà không được tốt trong gia đình đó. Năm năm mới đưa tiễn cái xui đi. Đưa tiễn cái xui đi làm cái là hiền lành lợi tốt. Và hình ảnh ông Trần nè mọi người. Đó là hình ảnh ông Trần á. Đó. Và hình diễn ra là đến khi nào ông Trần diễu hành đến khi nào hả chú nha? Cái này là đi từ từ được luôn. Đi hết luôn. Đi hết luôn. Mấy chùa rồi, 3-4 chùa rồi. Dạ. Đây là chùa cũ, chùa Thanh Trắng. Dạ. Đối với mọi người thì hình ảnh ông Trần khá là đáng sợ. Nhưng đối với các bé ở đây, ông Trần đánh đuổi những cái điều xui rủi đi. Và mang đến một cái may mắn cho họ. Xung túc như thế nào những năm qua thì những năm qua thì dịch tình hình dịch bệnh nên tết cũng không được vui nhộn hôm nay. Mình cứ đi bộ thôi hả sư? Mình là lễ này đi đến khi nào hay sư ha? Đi bữa nay nó xong rồi. Đi bữa nay nó xong rồi. Qua năm mới. Ngày mai qua năm mới. Ngày mai là năm mới. Đây là những ngày cuối năm của Tết. Cái tục đi như thế này có ý nghĩa gì hay sư? Là tổ chuyện á. Và viết lên đây là mọi người có thể thấy đây là I'm
mục sư, và sự mục sư sẽ ban một cái phước lành cho bà lão. Cô bác quý vị có thể để thấy một cái tấm vàng mà hai vị sư đang tụng kinh đó rồi. Vào những ngày này là những ngày cuối năm của năm 2022 đối với Tết cổ truyền của dân tộc Khmer, họ làm lễ xua đi cái xua gửi và bước đi cái vận may vào nhà. Quỷ ma mình sẽ xua đi cái xua gửi. Vị sư thì sẽ ban cho họ một cái điều lành, một cái phước lành của cuộc sống. Họ sẽ lấy đi một ít gạo, thậm chí là nhang đèn, đào, tiền, với lại muối mọi người. Các vị sư không lấy tiền của cụ hay sao á? Trong cái nếu như mà cái Tết của người Việt của mình á, của dân văn tộc Kinh của mình á, thì đa số là họ tổ chức ở trong nhà hoặc là mua rước những cái đoàn múa lân về. Nhưng đối với cái tết của người Khmer thì luôn gọn gàng, và đối họ thì các vị sư rất được tôn kính luôn. Trước sẽ xua đuổi cái xuôi và các vị sư sẽ đi đằng sau để mà chúc phúc cũng như là may mắn cho một cái gia chủ của nhà đó. Thật là may mắn khi mà những ngày như thế này mình lại được tham gia một cái Tết cổ truyền của người dân tộc Khmer, một cái Tết khá là ấn tượng ngay tại tỉnh Trà Vinh. Những nhà nào mà có để gạo hoặc là vàng dòng thì những nhà nào mà có để gạo hoặc là muối hoặc là tiền thì họ sẽ đi vô nhà đó, giống như là một cái tục sông đất mọi người. Ông chàng đi cái bước đi rất là ngộ không? Cái bước đi của ông chàng. Chia sẻ cho mình để tìm hiểu một cái Tết khá là đặc biệt của dân tộc Khmer nha.